Mày làm thạch xanh chém chằng hả? Tao mà làm được một góc của thạch xanh thì tao đâu có khóc. Sao thạch xanh lại khóc vậy? Đã bảo tao không làm thạch xanh mà cứ gọi tao là thạch xanh, quê lắm. Không làm thạch xanh sao lại vác rượu lên núi chém chằng? Chém cái đầu mày thì có, tao đang rầu thúi cả ruột đây mà cứ ghẹo. Chuyện gì mà rầu tới thúi cả ruột, lấy ruột đâu mà ăn cơm? Cha tao bệnh, không đi đốn củi được nên nhà không có tiền, mẹ tao sai tao đi đốn củi. Ôi giời, một đứa con hiếu thảo, đi đốn củi thay cha để lấy tiền mua gạo cho cả nhà. Tao muốn làm đứa con hiếu thảo lắm, nhưng không dám. Sao lại không dám? Tao không dám lên núi một mình. Sao lại sợ lên núi? Trên đó có ma, có quỷ, có chằn tinh, có cột, có đủ thứ, ghê lắm luôn. Vậy thì để tao đi với mày. Mày không sợ cột, sợ chằn à? Xem nè, chỉ một đấm là cột chết, chỉ một đá là chằn chạy. Vái trời cho mày đừng có nói dốc. Cứu tôi với. Lui lại, có ăn cướp, thứ này ghê hơn cả chằn, cả cột. Cứu ông đó, mày định đánh đám cướp à? Tám thằng Quỳnh còn chưa dám đánh, làm thế này. Lấy dây leo, quấn đầy người tao, nhanh lên. Lấy cái ổ kiến rừng kia cho tao. Nghe nói ông là dân buôn học xoàn, đưa đây. Tôi là thầy thuốc, đâu có phải dân buôn học xoàn. Tôi nghe nói có người giáo học xoàn bằng cách nút vào bụng đó. Mổ bụng ra, lấy học xoàn. Ói, ói, cái dao đó bén lắm à, đừng có giỡn. Buông người đó ra mau. Á, à, quỷ. Không phải quỷ, ta là thần núi. Cướp bóc là một tội lớn, ta sẽ trừng phạt các ngươi. Chúng tôi đang đùa, không phải cướp. Xạo, chết này. Á, à, đau quá, kiến cắn đau quá. Ta sẽ hấp hồn tất cả các ngươi sẽ chết trong nháy mắt. Ấm ba la, a la bum, hô. Chạy. Có tiền không? Đưa đây. Hả? Tới phiên thằng núi ăn cướp. Ta biết ngươi có nhiều tiền lắm, không đưa thì chết. Chết này, hô. Chết, chết đây, khỏi cần đến. Ông xỉu rồi, vẫn có tí mà đã xỉu. Ông ơi, tỉnh lại đi. Tôi còn thở, vậy là tôi chưa chết. Thằng núi đâu rồi, sợ quá. Có thằng núi nào đâu, là con giả dạng đó. Nè, con làm thằng núi như thế này nè. Thằng khỉ, mày làm tao sợ chết khiếp. Ói, ói, con cứu ông, sao ông lại đánh con? Việc cứu tao, tao sẽ đền ơn, còn việc hù tao xỉu thì phải đánh. Hù qua. Sao mày khóc? Nó dẫn con đi đốn củi, giờ nó chạy mất, con không dám đi một mình. Còn nhỏ thế mà phải đi đốn củi kiếm tiền à? Cha con bị bệnh, không có tiền lo thuốc thang, nhà không có gạo nấu cơm. Ý. Tội nghiệp chưa? Dẫn ta về nhà đi. Nhà con đau bút cả chân, không đi đứng gì được. Có nhiều thầy tới chữa rồi nhưng tiền hết, mà bệnh thì còn. Ta biết bệnh này rồi, đứa nào theo ta về nhà lấy thuốc, uống vài thang là khỏi. Thầy ơi, con không có tiền trả cho thầy. Ta làm phước không lấy tiền, theo ta đi lấy thuốc. Nhà thầy ở trên núi, con không dám về một mình. Tao đi với mày. Mày còn nợ tao một trận đòn, tạm gác lại đó, dẫn nó đi lấy thuốc đi. Ông thầy đó hay thiệt, cha tao hết đau chăng rồi. Ổng không lấy tiền chữa bệnh, tìm cái gì làm lễ vật để tạ ơn ổng đi. Trời, tạ ơn ta bằng trái lựu hả?
ta đâu còn đủ răng mà ăn trái này, toàn là hột lý tí, ăn cả năm cũng chưa xong một trái, mang về ăn đi. Ổng không ăn, tụi mình ăn, xem như có tạ lễ rồi. Nghe nói bắt cả đau nặng lắm, để mà ở qua thăm bác một tí. Trời, có định mở tiệm bán thuốc hay sao mà chắc thuốc đầy nhà vậy? Thuốc của mấy ông thầy bán cho đó, mời tùm lum thầy, mỗi ông bán cho một mớ thuốc, nhưng uống chẳng hết bệnh nên bỏ đó. Để con đi mời ông thầy núi xuống chữa xem bác cả có khỏi hay không. Thầy núi là thầy nào? Con không biết tên ổng, thấy ổng ở trên núi nên gọi là thầy núi. Được, để ta xuống xem sao. Nhà con không nằm được, cứ nồi ôm gối mà thở, thỉnh thoảng lại khạc ra máu, ghê lắm. Ông ăn mớ đậu xanh sống này đi. Ngon không? Ngon. Ăn đậu xanh sống mà không ngửi thấy mùi tanh, vậy là ông ta bị phế, ung thư phổi rồi. Chạy đi tìm mua một con cá chép có vảy màu vàng về cho ta làm thuốc. Có cá chép vàng rồi đây ạ. À, ta cần một tô chén nước tiểu của một đứa con trai nhỏ để làm thuốc. Con có sẵn đây, ta xuống bếp làm thuốc. Ta tẩm thuốc vào con cá và nấu thành cháo rồi, cho ông nhà ăn hết ba tô cháo này đi, mai mốt ta ghé lại. Làm gì mà nhắc thuốc lào vào mũi cả nhà vậy? Ông nhà con ăn xong ba tô cháo thì ói ra máu lẫn mũ, tanh chịu không nổi. Vậy là khỏe rồi, ta cho thêm vài thân thuốc nữa thì ổng sẽ khỏe. Bà con ơi, có ông thầy núi chữa bệnh giỏi như tiên vậy, đã thế mà ổng không lấy tiền nữa chứ. Lên núi mà ổng xuống cứu nhân độ thế. Mời thầy núi hạ sơn cứu dân chúng. Thầy giỏi mà lại có từ tâm, nhưng lại trốn tịch trên này, không giúp dân chúng. Xin thầy thương dân nghèo, xuống núi cứu giúp chúng tôi. Có nhiều trường hợp dân nghèo phải chết vì không có tiền chạy bệnh, đau lòng lắm thầy ơi. Vậy chứ mấy thầy kia không làm từ thiện à? Châm ngôn của mấy ổng là không tiền thì chịu chết, chưa hề có ông nào giúp người nghèo cả. Ta đâu có nhà cửa ở dưới đó. Chúng con sẽ làm nhà cho thầy mở phòng khám. Được, ta sẽ xuống dưới đó. Làm nhà cho thầy đi. Không chữa bệnh cho phụ nữ, xin thông cảm. Hả? Sao thầy dán tờ giấy này? Ta sợ phụ nữ lắm, ta không dám chữa bệnh cho phụ nữ đâu. Ông thầy kỳ cục, già rồi mà còn e thẹn mắc cỡ. Xin thầy khám bệnh cho con. Ta đã dán tấm bản không chữa bệnh cho phụ nữ rồi mà, sao còn vào? Con không thấy bản ấy à? Hả? Đứa nào sửa lại như thế này? Ưu tiên cho phụ nữ. Con ạ, lại là mày, ta chán mày quá. Công nhận thầy núi chữa bệnh hay ghê. Hừ, phòng khám của lão thầy núi lúc nào cũng tấp nập, còn phòng khám của tụi mình thì ngáp ruồi. Tại mình chém quá nên ế thôi. Phải bớn cái phòng khám của lão thầy núi đi. Ông thầy núi làm việc từ thiện, được lòng dân chúng, ta lấy lý do gì mà đuổi? Có hộp tiền này chắc quan sẽ có lý do. Ta đã bảo là không được, làm thế dân chúng sẽ phản đối chết. Giấy gì đây? Giấy nợ. Quan thua bạc, còn nợ tôi 100 đồng. Quan có tìm ra lý do để đuổi lão thầy núi chưa? Có, ta có cách rồi. Làm quan mà bê bối, giờ bị họ bắt bí. Lệnh của quan, thầy núi phải trả miếng đất này lại cho quan, thầy phải ra khỏi huyện. Phản đối, thầy đang làm từ thiện giúp dân, không được đuổi thầy đi. Ai phản đối? Tất cả chúng tôi phản đối. Ta lấy miếng đất này mở võ đường cho thanh niên luyện tập võ thuật, chứ không lấy làm của riêng. Cấm phản đối. Võ đường có nhiều rồi, chúng tôi cần phòng khám bệnh, chứ không cần thêm võ đường. Ai phản đối, ta bẻ què giò. Ông kệ.
Mang ông kẻ tới hù chúng tôi hả? Không sợ. Thế này, ta tôn trọng dân chủ, không ép các người. Ta xử thế này, nếu có ai hạ được đại võ sư Cột Đen thì ta sẽ không lấy đất. Tôi sẽ hạ ông Cột Đen. Hả? Bà định so tài với ổng? Tôi bị đau bụng, không đánh được, nhưng tôi sẽ gọi em của tôi tới đánh. Đời đó, có võ sư Thành Long đây, đừng có làm tàn. Đợi ta một chút. Ổng làm gì vậy? Chắc ổng xin bùa để đánh nhau. Không phải xin bùa, trước khi thi đấu ta phải làm lễ với sư phụ của ta. Chà, ông này trọng thầy ghê. Nhỏ, không được động tới bàn thờ của thầy ta. Mời. Dạ. Võ sư của mình thua rồi. Còn ai nữa không? Có võ sư Hải Đằng đây. Đợi ta làm lễ với thầy ta cái đã. Dạ. Lại thua nữa rồi. Ông thầy núi chịu dọn đi chưa? Ông Cục Đen dữ dằn quá, xem ra sẽ không có ai đánh bại được ổng. Nhỏ, ta đã bảo không được đến gần bàn thờ của thầy tao. Chiêm ngưỡng dung nhan một tí mà. Mày vẽ gì vậy? Tao vẽ hình sư phụ của ông Cục Đen, tao sẽ dùng kế để đánh bại ổng. Phụ tao cột đuôi gút vào chân tao, cột cho thật chặt đó. Còn ai nữa không? Còn có võ sư Bạch Tượng đây. Bạch Tượng hay Bạch Chuột? Voi mà nhỏ như chuột, ha ha. Ha ha, đi đâu võ mà mang guốc khổng lồ. Chớ vội cười, ông sẽ lấy mùi thằng cướp của ta đó. Ha ha, thằng cướp mà mang guốc, ngươi làm ta cười đau bụng quá. Cốp. Thấy thằng cướp của ta chưa? Đau lắm phải không? Ừ, ta chưa chuẩn bị mà đánh lén. Chết nè. Hả? Ngon thì đánh đi. Sao ngươi vẽ hình sư phụ ta lên áo vậy? Ta thấy ổng đẹp trai nên vẽ lên áo mặt chơi. Vậy thì tao... Sao tao đánh? Tao đâu có dám đánh vào hình của sư phụ ta. Vậy thì ta đánh. Cốt. Ừ, ta đánh sau lưng. Hả? Sau lưng cũng có hình của sư phụ ta. Không dám đánh ta hả? Cốt. Nó đá bằng gút, đau thấu trời xanh. Có chừng trốn sư phụ không? Ừ. Ta đánh lên đầu. Đầu cũng có hình nè. Chân cũng có hình nè, ha ha. Khắp thân thể hắn đều có hình của sư phụ, đánh ở đâu bây giờ? Không đánh thì ta đánh à. Da. Cốt. Vịt. Ha ha, cả đôi gút vào mặt, chịu sao nổi. Hoan hô, võ sư Bạch Tượng thắng rồi. Còn đây chứ có phải võ sư nào đâu. Thằng Quỳnh. Hoan hô thằng Quỳnh. Vậy là quan không lấy miếng đất được đâu à. Ừ, miếng đất là của các người, muốn ăn, muốn uống, muốn gì thì làm đi. Mừng quá, phòng khám bệnh của thầy núi không bị dẹp. Mày diễn màn cho cháu đá voi hay thiệt. Thằng Quỳnh dùng kế để đánh bại ta, ta tức lắm, thù này phải trả. Mình sẽ phục kích, khi nào nó không mặc cái áo có hình của sư phụ, mình sẽ giằng nó một trận. Thế nào ông Cục Đen cũng tìm cách trả thù mình, phải đề phòng. Ra khỏi nhà thì mặc áo này vào. Hừ, lúc nào nó cũng mặc cái áo đó, nó biết mình sẽ trả thù. Mày ngon thì bỏ cái áo ra đi. Không ngon, Quỳnh dở lắm, chả ngon tí nào. Chán ghê, tự dưng phải đeo hình ông này suốt ngày. Phải tìm cách thoát khỏi cảnh này. Mày chơi thân với thằng con Quang phải không? Phải, nó khói to lắm. Vậy mày rủ nó ra đây chơi đi, tao có trò này cho nó chơi, vui lắm.
vẽ thêm cặp râu quặp vào hình sư phụ của ông cụp đen. Mày có trò gì vui đâu? Mặc cái áo này vào đi, đi một vòng với tao sẽ có trò vui lắm. Ha, mày bỏ cái áo ra rồi, chết với tao. Mày cứ đứng lại đó, sẽ có trò vui lắm, tao đau bụng phải đi giải quyết. Chạy lẹ. Đưa cái áo cho tao. Áo của tôi mắc mớ gì phải đưa cho ông? Hả? Sao mày lại vẽ sư phụ tao có râu quặp? Ý mày nói sư phụ tao sợ vợ hả? Láo nè, dám nói sư phụ tao râu quặp. Chát. Cha ơi, ông này đánh con. Sao người đánh nó? Hả? Là con của Quang hả? Xin lỗi, tôi không biết cậu là con của Quang. Tại cậu vẽ sư phụ tôi có râu quặp nên tôi giận. Đánh 10 hèo. Sự thế nhẹ lắm, phải đánh 20 hèo, đuổi ra khỏi huyện mới đáng. Cha đánh ổng 20 hèo, rồi đuổi ổng ra khỏi huyện cho con mới chịu. Đánh 20 hèo, đuổi ra khỏi huyện. Ừ, lại bị mắc mưu của thằng Quỳnh nữa rồi. Ngộ sẽ báo thù, mày mà ra khỏi huyện này thì chết với tao. Ha ha, đuổi ấp đi được rồi, khỏi cần mặc cái áo có hình sư phụ ổng nữa. Mày hay thiệt, chỉ cần vẽ thêm cặp râu quặp là thoát nạn. Ông Lý ơi, có đám đánh nhau kìa. Dám nói thịt lợn của tôi là lợn chết. Ai bảo bà nói thịt heo của tôi bị thối. Ngưng chiến. Có sao hai bà lại đánh nhau? Bà nói thịt heo của tôi bị thối. Bà nói thịt lợn của tôi là lợn chết. Vậy sao hai bà không tìm chỗ xa ra để bán, mà lại bán gần nhau để sinh sự? Chỗ này đông khách, tôi thích bán ở đây. Tôi cũng rứa. Vậy thì thế này, tôi sẽ ra cuộc thi vượt lên chính mình để chọn ra ai là người được ngồi ở đây bán. Ai thua phải dọn đi nơi khác. Phải đó, tôi với bà không thể cùng bán chung một chỗ được. Cuộc thi có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hai bà phải băm hết đống thịt này ra thành từng mảnh nhỏ. Ai làm xong trước là thắng. Giai đoạn 2 là bán mớ thịt đó. Ai bán hết trước xem như thắng, được ngồi ở đây. Tôi đếm đến 10, ai băm thịt xong là thắng. Bắt đầu, 1. Cạch cạch cạch. Pập pập pập. Tôi xong. Tôi cũng xong. Giai đoạn 1, hai bà huề. Giờ thi giai đoạn 2, ai bán hết thịt trước là sẽ thắng. Thịt heo tươi sống đây. Thịt lợn có giấy chứng nhận vệ sinh đây. Sao không ai mua hết vậy? Thịt bị băm nát bấy hết, mua làm gì? Ông Lý hại tụi tôi rồi, làm sao mà bán đống thịt bầy nhầy này? Bán không được thì mang về ăn. Lẽ ra cùng buôn bán với nhau thì phải biết đoàn kết, chia sẻ với nhau để buôn bán, ai lại đi sinh sự với nhau? Tôi làm thế để khỏi ai bán hết, khỏi sinh chuyện. Mắc mưu ông Lý rồi, đành mang mớ thịt này về ăn thôi, lỗ to. Ờ, mà ông Lý nói đúng đó, bà ạ. Đáng lẽ tôi với bà phải đoàn kết để cùng buôn bán với nhau, sinh sự với nhau mãi chẳng bán buôn được gì. Thôi, từ nay mạnh ai nấy bán, không sinh sự nữa.